Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúc trong tiếng Anh. Không những là những lời chúc ở trong năm mới mà chúng ta còn sử dụng những cấu trúc này để mình chúc những cái tiệc sinh nhật hay là những cái tiệc khai trương của công ty. Đầu tiên sẽ là cấu trúc cơ bản chủ ngữ cộng với động từ wish somebody something là mình chúc ai đó một điều gì. Và khi chúng ta viết gọn chúng ta có thể dùng là wishing somebody something. Một số danh từ chúng ta hay sử dụng trong công thức này, từ đầu tiên là từ hạnh phúc happiness. Từ thứ hai là từ bình an, mình chúc người ta một cuộc sống bình an, peace. Từ thứ ba là từ thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc, đó từ prosperity. Từ kế tiếp đó là chính là từ niềm vui, joy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng từ fun. Và từ hạnh phúc cũng như là mình nói tình cảm đong đầy, tình yêu thương, love. Và một từ không thể thiếu đó chính là từ thành công, success. Thỉnh thoảng chúng ta có thể sử dụng những cái tính từ của những cái từ này, ví dụ như là từ vui chúng ta có thể sử dụng từ joyful, hạnh phúc là từ happy, may mắn là từ lucky, từ khỏe mạnh strong hoặc là healthy, rồi từ ấm áp là từ warm, và cái từ mà thịnh vượng thì danh từ đó là prosperity, thì tính từ của nó sẽ là prosperous mọi người ha. Ta ví dụ một câu mẫu cho mọi người, ví dụ như là tôi chúc gia đình của bạn năm mới là sẽ có được nhiều hạnh phúc và may mắn. I wish your family happiness and luck in the new year. Hoặc là câu số 2, wish you and your family a joyful, healthy, prosperous new year ahead. Tức là mình chúc người ta có một cái năm mới hạnh phúc cũng như là an khang thịnh vượng. I wish you a year filled with great joy, peace and prosperity. Mình chúc người ta thì cái cấu trúc này thì nó sẽ rất là lịch sự mọi người ha. Và cấu trúc số 2 là một cấu trúc nâng cao, đó là cấu trúc này mình sẽ sử dụng động từ khiếm khuyết là từ may khi đứng trước đầu câu, nhưng mà nó không phải là câu hỏi nha, mà nó diễn tả một sự lịch sự, mình chúc ai đó, và cấu trúc sẽ là may cộng với chủ ngữ và cộng với động từ nguyên mẫu. Thầy ví dụ một câu mẫu cho mọi người như sau, ví dụ như may you have a great year and a wonderful time ahead, là tức là mình chúc người ta có một năm mới thật là tuyệt vời và một cái khoảng thời gian sẽ rất là thành công ở phía trước. Ví dụ số 2, may the new year bring us happiness, peace and prosperity. Cứ là mong cho năm mới sẽ đem đến cho tất cả chúng ta sự thành công, sự bình an và sự an khang thịnh vượng. Và một ví dụ nữa, may the 12 months of the new year be full of new achievements for you. Có nghĩa là mình chúc người ta là 12 tháng của năm mới đều tràn đầy những cái thành tựu, những cái thành công. Và vừa rồi thầy mới hướng dẫn cho mọi người là hai cái cấu trúc câu mà vô cùng hay để sử dụng trong những cái lời chúc trong những cái dịp đặc biệt mà chúng ta gửi đến cái tình yêu thương hay là những cái điều mà tốt đẹp nhất dành cho bạn bè, đối tác cũng như là những người trong cuộc sống của chúng ta. Và hy vọng mọi người sẽ yêu thích bài học này. Thank you everyone. Bye bye and happy new year.